Nhờ cô. Như hôm trước không giao bài tập vì bạn có nhiều bài rồi nên thôi không giao. In future. Hôm trước đang học sửa bài này mà. Vâng. Unit 11 ở lớp con đã học hết chưa? Đừng Hết bảo rồi ạ. lại hết rồi. Sao mà nhanh, học trường con học nhanh thế? Trêu rồi, chưa hết đâu. Cái 11 cơ mà. Cái bài mà đi du lịch trong tương lai ấy, học hết chưa? Chưa. Phần này ở lớp học chưa? Phần đấy học rồi, con làm luôn. These questions, work out whether they have rising or falling intonation. Then listen and repeat. Bài này làm trên lớp rồi chứ gì? Vâng. Đây là thì tương lai đơn thì học rồi nhá. Đấy. Vâng. You. Bài là bài gì đây nhỉ? Rồi, nào làm cho cô bài này. Đây là bài sắp xếp từ thành câu nhá. Đấy, bạn làm vào cái ô trắng trắng này này. Thấy chưa? Vâng. Đấy, làm đi. Sắp xếp từ thành câu, làm cẩn thận vào. Nhớ là đã sắp xếp thành câu nhé, đầu tiên phải đếm xem là câu đấy nó cho bao nhiêu từ, sau đó làm xong thì lại đếm xem mình đã làm đủ từ chưa, nhớ chưa? Vâng. Không phải làm cho xong chuyện đâu, bây giờ làm ôn đi để còn thi học kỳ 2 đấy. Thi học kỳ 2 ấy, chắc là phải tầm tháng 5 mới thi học kỳ 2 nhỉ? Con biết. Theo dự kiến là con học hết tháng 4 này, là con học hết khóa của cô đấy. Đấy, thì con có thể hỏi hỏi rõ trước mẹ con nhá, là học hết khóa, nghĩa là bây giờ bạn chỉ còn 10 buổi nữa là hết khóa, thì có nghĩa là khoảng tầm hết tháng 4 là bạn hết khóa nhá. Thì con có định học tiếp không? Đấy, con hỏi mẹ để cô biết thì để cô có chuẩn bị bài cho con ôn nhá. Đấy, hoặc không nếu như con không học tiếp thì để cô ôn cho con nhanh. Thấy chưa? Để cho con làm trước đề học kỳ 2 nhá. Vâng. Con ghi ra đâu hả cô? Đấy, chỗ màu trắng ấy này. Con đánh dấu một ra, xong rồi đấy viết câu một ra, để rồi đánh câu 2 thì như nào đấy, được chưa? Vâng. Làm cẩn thận nhá, đừng để thiếu từ. Đừng để thiếu cũng như không được thừa, không thiếu không thừa. Và câu từ nào bạn không biết bạn hỏi cô luôn nhá, không biết từ nào hỏi luôn. Không biết cái gì nhớ hỏi đấy. Thực ra là học hết rồi nhưng mà quên quên thì cứ hỏi đi, được chưa? Quên mà bài khó. Con chịu. Bây giờ câu 1 nhá, cô dịch ra tiếng Việt xong con ngồi
cô dịch ra cho tiếng Việt rồi con dựa vào đấy rồi con làm nhá. Vâng. Câu 1 này, mọi người sẽ không sử dụng xe bay cho đến năm 2050, được chưa? Mọi người sẽ không sử dụng xe ô tô bay cho đến tận năm 2020. À được, 2050, được chưa? Đấy, mọi người sẽ không sử dụng xe bay cho đến tận năm 2050. Để làm gì? Vâng. Có thể là nó một câu đi khó lắm. Đây nhá, làm theo đúng những gì cô dịch nhá. Mọi người là gì? People. Làm gì có giờ people, đây là bài sắp xếp từ thành câu mà, nghĩa là bạn People. rồi sẽ không là gì, từ nào đấy, One. quân One. sử dụng Yêu. rồi. Xe bay là gì? Flying car. Đến tận đến đến tận đâu? Lăm không? Có cái từ gì đã năm nữa, giờ year nữa cơ mà. Chưa? Đấy, theo dịch ra đúng như những gì cô vừa mới nói nhá. Đây, mọi người này sẽ không sử dụng xe bay đến tận năm 2050. Tiếp đi, câu 2 này. Do you think, nó cho ngay đầu tiên rồi rồi nhá, câu hỏi đấy. Bạn có nghĩ giá nhiên liệu sẽ tăng lên vào tháng sau không? Được chưa? Bạn Cô có biết mấy nghĩa ra hay không? cái gì cơ? Cô biết mấy nghĩa ra cuối câu ấy. Đây, bạn có nghĩ rằng nhá, giá nhiên liệu sẽ tăng tháng sau không? Được chưa? Đấy, dựa vào cái phần tiếng Việt này, bây giờ bạn làm đi. Thử làm câu 2. Đúng như thế người ta đã cho ngay từ đầu rồi đấy. Bờ rồi y có e không? Price, được chưa? Nhưng mà giá nhiên liệu này,
Thì chính là cái câu giờ gì đây, nó cho sẵn rồi này, giờ gì? Fuel price, được chưa? Đấy, làm đi, làm đi, làm đi. Đúng cô. Đúng rồi, nhưng mà thiếu thiếu hỏi chấm nhá. Con phải nhớ là cô của con mà cho thiếu hỏi chấm là cô con chưa hết điểm đấy. Ok. Tiếp này, câu số 3 này. The mail nhá, là bức thư được chưa? Vâng. Đây, cô dịch ra tiếng Việt rồi làm theo cái câu tiếng Việt nhá. Bức thư sẽ không đến, thấy chưa? Cho đến tận tuần sau. Đấy câu 3 đi nhá. Câu 3 đấy. Cô sợ cô ba làm sai á. Làm đi, chưa nào đã sợ sai. Cứ áp dụng đúng từng từ, cô đã dịch theo từ rồi đấy. Làm theo đúng trật tự đấy thôi. Sao không biết nghĩ xuống dưới này? Giờ mèo con dịch lại đang nghe nó rồi này. Cô ghi trên bảng đây này, không nhìn thấy à? Không nhìn thấy cái cô viết trên bảng đây à? Cô nhìn thấy không? Đâu. Đây. Đây, nhìn thấy chưa? Cái chữ màu đỏ trên câu 3 ấy, không nhìn thấy à? Rồi con đang tưởng thôi Bảo là người ta đã biết câu 3 ở đấy rồi. đây Không chịu để ý gì cả.
Được chưa? Tiếp này. Đây nhá, cô dịch cho cô bốn ở chỗ này nhá. Nhìn thấy cô bốn đây chưa? Ừ. Anh tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ lấy được vị trí mới. Vậy làm đi. Không. Cô năm đây nhá. Chúng ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn vào trong tương lai này. Đấy làm đi. Nhưng mà như thế này thì vẫn phải phải dịch do bạn chưa dịch ra được tiếng Việt. Đây là bài. Đây hãy dùng thì tương lai đơn nhá để chia các động từ trong ngoặc được chưa? Thế thì lại mỗi tương lai đơn nữa không cô? Ừ. Bài này dễ ở rồi, nhưng mà cứ làm đi. Dễ cũng làm để ôm. Sao
Con bi đấy. Đen. Nhưng mà vẫn cứ từ từ thôi nhá, cẩn thận đấy, kẻo sai chết. Bài này dễ, này là cấm sai câu nào đấy. Rồi. Hai Ừ. cô đã Đi bảo đọc lại đi, làm gì có mới đúng đến câu 5 thôi, câu 6, câu 7 sai be bét rồi. Đã bảo là kể cả dễ cũng không được phép làm ẩu mà. Đây chính là tại sao con bị điểm thấp. Vì cứ câu nào cảm thấy dễ một cái là làm ẩu luôn, không chịu nhìn. Câu 6 nó bảo là gì? Con not nữa cơ mà, sao tự đây lại will be là sao? Thế not biết đâu. Câu 7 nó có bảo be không? Câu 7 tự từ là gì? Quần. Câu này nào là bây giờ tự ngồi làm lại câu 6, câu 7 nhìn kỹ xem là người ta cho cái gì trong ngoặc đấy, phải nhìn cái từ trong ngoặc chứ. Đã vừa mới nhắc xong bảo là kể cả dễ vẫn làm từ từ rồi. Cứ ngồi làm loạn sinh mẫu là như thế, thảo nào cứ. Bạn cứ làm bài như thế mà điểm cứ thấp như thế thì rất là khó để mà cô tiếp tục dạy con đấy. Thì mẹ sẽ thấy là không có hiệu quả thì mẹ mà thôi luôn. Thế là thôi, từ đấy bọn mình cũng khỏi phải gặp nhau. Đấy, học sang người khác thôi. Chứ không làm sao mà bây giờ thấy điểm cứ thấp như thế thì mẹ sẽ thôi, mẹ sẽ không muốn học nữa, mẹ sẽ bảo là thôi học cô khác. Tiếp câu 7 nữa. Dạ. Được chưa? Đừng bao giờ, cô bảo rồi nhá, không bao giờ nhìn thấy ví dụ người ta cho 10 câu thấy 5 câu đầu trên dễ là coi thường, lại bắt đầu 5 câu cuối làm sai. Lúc nào nó chả thế, lúc nào nó chả cho câu mấy câu dễ đầu tiên, sau đấy để nó mình làm cho mình bị gì? Chủ quan một cái thôi là sai hết ở cuối. Đây. Đây là dạng bài về đại từ quan hệ nhá. Đây bạn nhìn thấy đại từ quan hệ là như nào? Ghi vào cho cô này các cái từ đại từ quan hệ đây, theirs này, mine này, his này, rồi ours. Bây giờ cô ghi lại các đại từ quan hệ nhá. Ghi đầy đủ các đại từ quan hệ này. Ví dụ ai là tính từ quan hệ, à là tính, không phải đại từ quan hệ, sorry, các đại từ sở hữu này. Mai là tính từ nhá, thì chuyển sang đại từ là mine. Your là yours. Tiếp này, his thì vẫn là his, her thì là hers. Đang có rồi mà cô. Đây này. Đầy đủ rồi chứ gì. Vâng. Ê, bây giờ con đã biết cách sử dụng cái này chưa? Chưa. Cô Bây giờ chỉ bảo là theo dô nghe xeo. Dâm. này nào, cách dùng tính từ nhá, không phải là đại từ nhá, tính từ sở hữu thì hai chấm này là tính từ sở hữu cộng danh từ, nghĩa là buộc phải có danh từ đứng sau tính từ sở hữu, được chưa? Vâng. Như thế nào? Ví dụ này, my bike, thì bây giờ bạn phân tích ra này, my là tính từ sở hữu, chưa? Tiếp, bike là một gì? Là danh từ đấy.
Còn ví dụ nhá, đối với đại từ sở hữu, cái đại từ sở hữu là những cái từ mine, theirs với cả ours, được chưa? Những cái đấy, đối với đại từ sở hữu hai chấm này, không cần danh từ đứng sau. Thế là thấy sự khác biệt chưa? Ví dụ nhá, this bike is mine. Thế là ở đây thấy này, ta thấy không có danh từ đứng sau mai, bạn nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy Nhưng nếu mà vẫn cho danh từ vào được có sao không? không? Có sao chứ, sai luôn chứ làm sao nữa. Thế người ta bảo không nên. Không nên thì là không được chứ còn gì. Kỳ luôn là không được đi. Con phải nhớ cho cô nhé. Tại sao là không nên? Bởi vì có những chỗ nhá, khi bởi vì là do bây giờ, bởi vì là con là do con chưa hiểu bài nắm được lắm thì cô cứ bảo là con phân biệt theo kiểu đây là kiểu máy móc. Được chưa? Chứ còn nó có rất là nhiều cái nữa, nhưng mà hiện tại đối với cả cái chương trình học của con ấy thì con cứ hiểu là sau những cái này thì không có danh từ, còn sau những cái này là phải có danh từ. Đấy, con cứ nhớ một cách máy móc như thế cái đã. Bạn hiểu chưa? Vâng. Mấy cái này đã ghi ở lớp chưa? Chưa. Chưa thì bây giờ ghi vào đi. Không có ghi cái bảng 6 cột luôn. Siêu ít. Bây giờ con ghi cái này vào đi để con nắm được cách sử dụng. Thế để khi nào biết tính từ sở hữu là những cái gì, đại từ sở hữu là những cái gì. Tính từ sở hữu chính là my này, his, her, được chưa? Còn đại từ phải là những cái mine này, yours, his, hers, theirs, ours. Đấy, kiểu như thế. Để ghi vào đi, ghi vào đi, ghi cho cô cái này đi. Không đến lúc là không làm được đâu. Cô sao bên cô nó ghi mà nó không bị kiểu như vẫn để bật vào test, bật vào cái hình chữ T đúng không, sau cô ghi ấy cô không còn đánh ra mà sao vẫn nhìn thấy được. Bởi vì cô là host, cô là cái người điều khiển. Còn con là gọi là gì nhỉ, người tham dự. Được chưa? Vâng. Đấy, ghi đi, ghi. Cô không bảo là 1 tháng nữa là thi cuối học kỳ. Thường là nó cũng chỉ tầm đấy thôi mà, thưa các bạn. Có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu thi các môn phụ, ví dụ như là bắt đầu đầu tháng 5 bạn sẽ thi các môn phụ này. Đấy, sau đó ví dụ như khoảng giữa tháng 5 thì bạn sẽ thi các môn chính. Đấy, sau đó đến hết tháng 5 thì bạn nghỉ hè thôi.
Toán. Đây nhá, đây nó có cái bảng này trong sách rồi được chưa? Đấy, thì bạn học thuộc rồi đấy. Lạ thế nhờ, sao cứ tự chạy như này nhỉ? Cũng nhiều quá đấy. Ơi trời ơi, đùa kiểu sao ấy nhỉ? Mấy treo cô rồi. Cái phần này có thể ở nhà sẽ bị thôi rồi. Bây giờ bài này nhá, thì bạn có thể ghi các cái từ mới này vào, sau đó về nhà mình có thể làm cái bài là mình về nhà có thể là cô sẽ metro đấy, chắc là tàu điện ngầm đấy nhỉ. Metro. Ghi cho cô này, tàu điện ngầm này. Tiếp này. Sky train. Cái đang biết mà. Sky train là tàu bay. Đó là tàu trên cao nhé. Tàu điện trên cao của Việt Nam mình cũng đang xây dựng này đúng không? Tiếp này. Thế yêu lớp 11 hay cục. Đây là những lớp 11 đây. Ừ. Học trên lớp hay cục. Có cái gì mà Toàn học? mấy cái đâu không. Cứ nói về mấy cái kiểu như là xe trong tương lai. Ừ, Xong nó rồi con làm cái phần project ấy cô. Con phải vẽ mấy cái xong rồi viết về mấy cái mà xe trong tương lai. Không hiểu được gì. Tự nhiên trong bảng điểm con lại ôm một 9 10. Cay nhất là một cơ sở. đây, gridlock nhá, sẽ là tình trạng kẹt xe. Để bạn ghi cho cô các cái từ mới ở đây đi. Ví dụ như tao sẽ hỏi là, ví dụ như là gridlock thì nó sẽ là gì? Thì nó chính là traffic jam, được chưa? Đồng nghĩa ấy. Chưa? Vâng. Đồng nghĩa với traffic jam kiểu thế. Đấy, ghi các từ mới này vào nhá. Nhưng cái tắc này là tắc hình như ở trên cao, ở trên không mà cô. Cái này thì cô thực ra cũng không rõ lắm đâu. Để xem lại nào. Cái này thực ra cũng không phải là không phải là ở trên cao đâu, mà cứ gọi là những cái mà chuyến, những cái mà kiểu như gọi là các cái xe nó bị ùn tắc đấy. Đấy. Có nghĩa là bị ùn tắc ở tất cả mọi hướng ý, trở nên hoàn toàn bế tắc, bạn hiểu chưa? Còn traffic jam ví dụ nó chỉ là ví dụ như tắc đường ở một con đường nào đấy. Còn cái gridlock nghĩa là kiểu như là tất cả các cái ngã tư ấy nó đều tắc hết, thế là đâm ra không còn một đường nào để mà thoát ra được, thì khi đó gọi là gridlock. Đấy. Con chỉ thích thi quấy ghi vào mấy đứa người một Bài 11 chứ gì? mà. Thế học kỹ vào. Đấy, ghi đi, ghi cái từ mới vào, ghi hết đi. Rồi Ghi con học đi xong. trước luôn. Rồi xong rồi. Con không nghĩ metro là cái gì. Tao đi ngầm nữa. Từ đến ngầm mà. Không phải là Con metro. tưởng tàu điện ngầm là underground train.
trên underground. Nó có nhiều từ mà. Cô, cái nhà máy thủy điện đấy nó không ghi là factory water đâu, nó ghi là kiểu gì ấy, hydro biết bao rồi. Ừ, đã bảo là cứ cái gì ở bài số 10 nó toàn hydro mà nó không qua tờ đâu. Nào, bây giờ có một số từ mới này, invention này. Này flop, flop không biết bạn đã biết từ flop chưa nhỉ? Strange or unusual, weird. Đấy, thế bây giờ bạn có thể ghi cho cô các cái từ này nhá. Inventions là sự sáng chế. Flop đi, là kiểu như là thất bại, được chưa? Thất bại đây là như nào? Không trở nên phổ biến được. Đấy, nghĩa là ví dụ như là bạn cố gắng bạn làm một cái gì nhưng cuối cùng nó flop, nghĩa là nó đã không trở nên phổ biến, nó thất bại, là ý là như vậy, được chưa? Vâng. Weird thì chính là kỳ lạ, được chưa? Nó chính là đồng nghĩa với từ strange ý, với hoặc là unusual. Ghi luôn này, Như là gì nhỉ? không bình Kỳ lạ, thường, kỳ lạ, không được. đồng nghĩa với strange. Vậy này, ăn unusual, bạn ghi rõ ra đi, bởi vì sợ lại rơi đúng một bài đồng nghĩa trái nghĩa ở đây làm sao. Còn Tôi ghét bài đồng nghĩa trái nghĩa luôn. flop chính là trái nghĩa với từ popular nhá. Đấy, flop đã thất bại, không phổ biến, thế còn popular là rất phổ biến, hai từ đấy là hai thứ trái nghĩa. Dạ. Rồi inventions này, flop và weird. Bài này ở lớp chưa làm đúng không? Bây giờ bạn sẽ làm bài này nhá. Trả lời các câu hỏi này ở trong sách có. Để xem nhé. Bài này cẩn thận, không cẩn thận lại đi và thi thật chứ chết. Chắc không có đâu. Đã giờ sách ở đâu mà biết là không có. Vì con này sách thêm chưa? Trời ơi. Để im nhá. Rồi nào bây giờ làm nhé. Làm đi.
con gạch chân với nhau nha. Con gạch chân nhá, thì con làm ơn con gạch rất là cẩn thận vào cho cô, được chưa? Gạch chỉ đúng những cái gì để trả lời thôi, và gạch gạch đúng mức chuẩn đấy, chứ không phải là gạch thừa gạch thải đâu, không phải gạch vừa bãi thôi đâu, được chưa? Which là hỏi cho cái gì nhỉ cô nhỉ? Trong số nghĩa là những trong những cái mà inventions, những cái sự sáng chế mà nó nhắc đến ở trong cái bài này, được chưa, thì cái nào là gì thành công nhất, là phổ biến nhất, được chưa? Vâng. Đọc cả bài đầu tiên để xem. Phải đọc cả bài trước đi. Cái câu which khó hiểu. Nghĩa là bây giờ bạn đọc nhé, nó nhắc đến trong những cái mà nó nhắc đến thì cái nào là thành công nhất? Trong những cái thuyết phát minh nó nhắc đến thì cái nào là thành công nhất? Của gì à? Trong những cái mà nó nhắc đến ý thì cái nào là thành công nhất, được chưa? Thì chính là câu hỏi which đấy. Nghĩa là trong số những cái phát minh mà được nhắc đến trong bài thì cái nào là phổ biến nhất, thành công nhất? Nào, nếu như không làm được câu 1 thì làm câu 2, 3, 4 xem nào. Hai kia, scooter. Câu hai có hỏi gì? Why là gì? Vì sao? Vì sao như nào? Nhiều người không dùng chấm chấm scooter. Thế bây giờ con tìm cho cô là tại sao chứ? Tại sao thì câu trả lời phải là gì? Because. Thế chỗ nào because? Cứ gạch bừa gạch bãi thế nhở? Cứ làm bừa như thế thì làm sao mà học giỏi được hả con? Đâu because đâu? Đi, câu 3 nó nói là gì? Cái phương tiện nào mà tác giả nghĩ rằng strange đồng nghĩa với từ gì đấy cô vừa dạy? Strange. Ai bảo con không ghi bài đầy đủ? Cô ghi là cô đã ghi cái từ đấy, sau đó cô còn ghi rõ ràng là đồng nghĩa với cái từ strange rồi mà con không ghi cái chữ đồng nghĩa vào. Nên strange là gì không? Thế sao vừa nãy cô ghi bài con không ghi? Không ghi mà. Thế sao bây giờ không tìm được cái từ đấy? Từ nào đồng nghĩa với từ strange? Vừa mới ghi xong. Ghi một cửa thì không có giá trị gì đâu. Đã bảo là vừa mới bảo là nó sẽ có bài từ đồng nghĩa đấy một cái, không chịu ghi. Mà cô cũng không thể nào mà cô cứ ghi đi ghi lại cho con thấy học trên lớp học mầm chứ làm gì mà ai mà cứ dừng lại để mà làm từng cái suốt ngày như thế được. Thậm chí đã dạy chậm rồi nhưng các bạn không chịu ghi chép thì thảo nào điểm bạn cứ mãi mãi thấp như thế. Ghi một nửa thì có giá trị gì? Con học như thế này thì làm sao mà chấp nhận được? Con mà không, con mà ghi thế là sau cô dạy nhanh ơi là nhanh đấy, còn con ghi đấy không hay là con học đấy không, kệ con đấy.
Bây giờ làm gì có cái chuyện mà cứ phải 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 làm đi làm lại như thế này đấy. Lúc cô bảo ghi bài thì ghi không cẩn thận. Lúc vừa nãy đã ghi rõ là đồng nghĩa với, xong bảo là ghi vào đi, đi dặn lại là nó có bài đồng nghĩa rồi. Nhưng mà sao cũng chủ quan, lúc nào cũng nghĩ là mình nhớ được, trong khi con có nhớ được cái gì đâu, toàn quên thôi. Phải dặn, cứ phải 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 nói đau hết cả cả họng ra ấy mà có cũng làm đâu. Có bảo thả bảo là không ghi đây, đã ghi lên đầy đủ xong rồi cho thời gian để ngồi check mà cuối cùng cũng không check, check được có chắc là check được được nửa dòng. Thế thì điểm thảo nào nó cứ thấp. Trong khi cô đã cố hết sức rồi đấy mà con thấy như ví dụ có bao giờ cô chẳng bao giờ cô dạy kỹ đến mức như thế được đâu. Người ta đều ghi bài đầy đủ thì lấy đâu ra mà cần phải cứ phải ghi đi ghi lại như thế. Đây mình cứ mà không rút kinh nghiệm chứ. Cô hỏi con, cô dạy con được 1 năm rồi mà con cứ tiếp diễn cái kiểu mà ghi bài một nửa, ghi nửa dòng, ghi một tí. Thế là từ lúc cô dạy con đến giờ điểm của con nó có cao lên không? Nó cứ tàng tàng như thế là vì sao? Không rút kinh nghiệm ra cả năm giờ học mà không để ý, không để tâm vào. Bây giờ mình bị lúc nào điểm cũng thấp thì mình phải tự hỏi là tại sao mình không điểm cao. Có cái thói quen ghi vở thôi mà cũng không sửa đổi được thì là lấy đâu ra điểm. Bây giờ nhá, con tự nhiên được con bảo là chả hiểu từ đâu cô giáo cho 9 với 10 vào. Nhưng đấy chỉ là những cái bài vớ vẩn trên lớp thì mới được gọi là gì nhỉ? Cho điểm dễ như thế thôi chứ bạn cứ thi học kỳ hay bạn thi chuyển cấp ý, sau này có lên lớp 9 ý. Thi chuyển cấp ai mà người ta cho con 9 với 10 ở đâu ra? Không tự làm thì lấy đâu ra? Không có tài liệu, không ngồi học ôn thì lấy đâu ra? Có mỗi mấy cái từ này thôi mà cũng lười ghi check. Lười ghi check như thế thì thà đừng học còn hơn. Nào bây giờ làm nốt câu 3, câu 4 đi mới được nghỉ. Ghi chép mà không đầy đủ là đến lúc không là cô gọi điện cho mẹ đấy, gọi điện điện thoại đấy chứ không phải là ghi Zalo đâu nhá. Gọi bảo là con ghi bài thường xuyên ghi bài không đầy đủ nên là thành ra không có cái để mà học. Cứ đến lúc có cái từ đấy bảo dở ra để ôn lại thì cũng không tìm được. Bây giờ cái từ whip đấy nhá, tìm thấy được ở dòng thứ mấy nhỉ? Dòng số mấy đây, cái từ này này. Con đang tìm. I think it looks razor. Nhưng mà bây giờ mình chưa bị ít là cái gì đúng không? Xong mình lại bắt đầu dò câu trên. Câu trên vẫn là ít, vẫn chưa biết này. Lại dò lên câu trên. The driver chắc chắn không phải là ít rồi. Lại dò lên câu trên. Cái gì giờ gì đây? The monowheel nhá. Nghĩa là cái xe một bánh được chưa? Thế thì câu 3 sẽ là đáp án monowheel. Tiếp. Eco-friendly chính là thân thiện với hệ sinh thái nào? Cái nào đây? Đấy, tìm nó đi.
tiểu. Nhưng mà cô vừa mới bảo là Greenway đúng không? Nhưng mà mỗi tội là nhá, bây giờ mình phải tìm cái tên của cái đấy. Bây giờ vẫn là ít thôi, vẫn chưa biết ít là cái gì thì lại quay lên trên xem rốt cuộc là nó đang nói về cái gì đấy. Xem cái nào mới là cái tên của cái vật đấy. Không phải. Tiểu. Driver pulls the handle nghĩa là người lái xe thì sẽ đẩy, được chưa? Cái cần điều khiển đấy, nhưng mà đây là nó đang miêu tả cái cách mà sử dụng cái máy đấy cơ mà, phải là the Segway đây này đấy. Và ở đây là nói này, the Segway is a success, các bạn nhìn thấy là cái Segway là một cái gì nhỉ, một cái thành công. Thế thì đây chính là đáp án luôn của câu số số 1, có nghĩa là cái phát minh nào thì là cái popular, là cái nó phổ biến và nó thành công nhất thì chính là cái sách gì, Segway luôn. Thế còn những cái kia thì như nào, ví dụ như là cái Hoover scooter nhá, nó không popular đây, nó đã bảo là isn't popular đây rồi bởi vì quá đắt tiền này. Cái thứ hai, cái monowheel đấy thì nó lại có một cái gì đây, major problem, là có một cái vấn đề rất là lớn, đó chính là người ngồi trên đấy có rất dễ bị rơi đấy, và vì thế nó cũng không gì không phổ biến, và chỉ có cái Segway thì là một cái thành công thôi. Thế thì câu 1 và câu 4 đều là đáp án gì, Segway đấy. Thế tổng cộng trong bài này nó có ba cái gì nhỉ, nó có ba cái inventions, ba cái sự phát minh, đó chính là cái gì, Hoover scooter này, cái monowheel và cái Segway đấy. Cái bài này nhá phải làm cẩn thận vì nó là một bài đọc mà thường bài đọc rất dễ bị rơi vào phần thi. Còn gì không? Thôi về nhà nhá, mình sẽ học, mình sẽ làm bài tập sau, được chưa? Đấy, mình sẽ làm bài tập sau này tiếp tục. Ok, thank you, see you next time, bye bye. Nhiều cô.